Bienvenue au cours Le Vietnamien avec cô Ba. Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Việt với cô Ba. Répétez s'il vous plaît. Hãy lặp lại. Các cửa hàng. Les magasins. Các cửa hàng. Các cửa hàng. Các cửa hàng. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. Nous cherchons un magasin d'articles sportifs. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. Chúng tôi, c'est nous, cherchons, tìm. En vietnamien, les verbes ne sont pas conjugués. Donc, on écrit toujours de même façon. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. Chúng tôi tìm một cửa hàng thịt. Nous cherchons une boucherie. Chúng tôi tìm tiệm bán thịt. Les deux phrases sont de même. Parce que cửa hàng ou bien tiệm, c'est deux façons pour dire un magasin. Chúng tôi tìm một cửa hàng thịt. Chúng tôi tìm tiệm bán thịt. Chúng tôi tìm một cửa hàng thịt. Chúng tôi tìm tiệm bán thịt. Chúng tôi tìm một cửa hàng thịt. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. Nous cherchons une pharmacie. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. Tôi muốn mua một quả bóng đá. Je voudrais acheter un ballon de football. Tôi muốn mua một quả bóng đá. Tôi muốn mua một quả bóng đá. Tôi muốn mua một quả bóng đá. Chúng tôi muốn mua xúc xích Ý. Nous voudrions acheter du salami.
Chúng tôi muốn mua xúc xích. Ý. Chúng tôi muốn mua xúc xích. Ý. Chúng tôi muốn mua xúc xích Ý. Chúng tôi muốn mua thuốc. Chúng tôi muốn mua dược phẩm. Nous voudrions acheter des médicaments. On peut dire thuốc pour les médicaments ou bien dược phẩm. C'est de même. Chúng tôi muốn mua thuốc. Chúng tôi muốn mua dược phẩm. Chúng tôi muốn mua thuốc. Chúng tôi muốn mua dược phẩm. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. Le mot để, c'est pour. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. Chúng tôi tìm một cửa hàng bán thịt để mua xúc xích Ý. Chúng tôi tìm một cửa hàng bán thịt để mua xúc xích Ý. Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. Chúng tôi tìm một cửa hàng bán thịt để mua xúc xích Ý. Chúng tôi tìm một cửa hàng bán thịt để mua xúc xích Ý. Chúng tôi tìm một cửa hàng bán thịt để mua xúc xích Ý. Chúng tôi tìm một tiệm thuốc Tây để mua thuốc. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. Chúng tôi tìm một tiệm thuốc Tây để mua thuốc. Chúng tôi tìm một tiệm thuốc Tây để mua thuốc. Chúng tôi tìm một tiệm thuốc Tây để mua thuốc.
Chúng tôi tìm một cửa hàng dược khoa để mua dược phẩm. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. Ici, le mot pharmacie a changé avec le mot cửa hàng dược khoa. Et les médicaments, c'est dược phẩm. C'est rare, on dit comme ça, mais ça arrive, on dit de cette façon. Répétez, s'il vous plaît. Chúng tôi tìm một cửa hàng dược khoa để mua dược phẩm. Chúng tôi tìm một cửa hàng dược khoa để mua dược phẩm. Chúng tôi tìm một cửa hàng dược khoa để mua dược phẩm. Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. Tôi tìm một tiệm bán nữ trang. Je cherche un bijoutier. Ici, on a deux façons pour parler d'un bijoutier. Đồ trang sức ou bien nữ trang. Répétez, s'il vous plaît. Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. Tôi tìm một tiệm bán nữ trang. Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. Tôi tìm một tiệm bán nữ trang. Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. Tôi tìm một tiệm bán nữ trang. Tôi tìm một hiệu ảnh. Je cherche un magasin d'articles photographiques. Tôi tìm một hiệu ảnh. Tôi tìm một hiệu ảnh. Tôi tìm một hiệu ảnh. Mua. Acheter. Mua. Mua. Bán. Vendre. Bán. Bán. Thanh toán. Payer. Thanh toán. Thanh toán. Thanh toán. Hóa đơn. Facture. Hóa đơn. Hóa đơn. Hóa đơn. Biên lai. Reçu. Biên lai. Biên lai. Biên lai. Vui lòng cho xin hóa đơn. Facture, s'il vous plaît.
Vui lòng cho xin hóa đơn. Vui lòng cho xin hóa đơn. Vui lòng cho xin hóa đơn. Tôi cần biên lai. Je dois avoir un reçu. Tôi cần biên lai. Tôi cần biên lai. Tôi cần biên lai. Tôi phải trả bao nhiêu? Combien je vous dois? Tôi phải trả bao nhiêu? Tôi phải trả bao nhiêu? Tôi phải trả bao nhiêu? Tiền boa. Service. Tiền boa. Tiền boa. Tiền boa. Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Ông có thẻ tín dụng khác không? Avez-vous une carte? Avez-vous une autre carte de crédit? Ông có thẻ tín dụng khác không? Ông có thẻ tín dụng khác không? Ông có thẻ tín dụng khác không? Bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? Bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. Je vais payer cash. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt.
Cảm ơn bạn đã phục vụ tốt. Merci du bon service. Cảm ơn bạn đã phục vụ tốt. Cảm ơn bạn đã phục vụ tốt. Cảm ơn bạn đã phục vụ tốt. Notre leçon est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Au revoir!